Ở trận đấu này thì chúng ta sẽ ra sân với cái sơ đồ là 4-2-3-1, còn đối thủ sẽ là 4-3-3, hàng công với hai Blitz Killer. Và cụ Modric của chúng ta sẽ chơi ở vị trí tiền vệ công trung tâm AMF anh em nhé. Và đây cũng là một cái vị trí khá là mới mẻ và nó hoàn toàn không hề kích hoạt style Orchard. Nhưng mà tôi khuyến nghị nên sử dụng cụ ở cái dạng sơ đồ này. Cú sút xa khá là bất ngờ của Kevin De Bruyne. Thủ môn Dida của chúng ta đã phải bật nhảy gần như là hết sức, hết cái tầm với mới có thể cản phá được pha sút xa này. Khá là bất ngờ đúng không anh em? Cự ly có thể lên tới tầm bao nhiêu? 30-35 mét, phát đó không chừng. Tôi không nghĩ ở cái cự ly đó đối thủ có thể tung ra cú dứt điểm đâu. Bellingham, bàn thắng từ khá sớm của đối thủ. Lại còn ăn mừng anh em ơi. Thế có ghét không? Ngay từ phút thứ 3 chúng ta đã nhận một cái gáo nước khá là lạnh, khá là buốt đến từ vị trí của đối thủ. Một pha đánh đầu. Đấy rồi, Luka Modric. Pha di chuyển cực kỳ nhạy của Modric kìa anh em. Một khi đã xếp những cái cầu thủ no style thì họ sẽ di chuyển rất là khó lường, như tình huống vừa rồi anh em có thể theo dõi. Luka Modric chiếm lĩnh khoảng không, băng lên ghi bàn như một hậu player. Chọn vị trí pha đó không ai có thể nói cụ tranh là mang style Orchard, một cái style khá là bị động đúng không anh em? Còn đối với cái bản Luka Modric này thì anh em có thể sở hữu bằng cách đổi tại shop Epoch. Một vài anh em có thắc mắc và có trao đổi với tôi là shop Epoch đang bị lỗi không đổi được. Nhưng không phải đâu anh em nhé, nếu như anh em nào bị lỗi vào mà nó báo là quá tải server thì em có thể fake VPN rồi anh em ra đổi bình thường nhé. Em nhớ cho tôi, fake VPN là anh em ra đổi phát mở thôi. Đối với cái bản này của cụ thì cái chỉ số tổng, cái chỉ số OVI nó chỉ thua bản sâu tham thôi anh em. Chỉ số tổng bản này là 100 mà bản sâu tham là 101. Pha chọc khe khá là tốt, khá là bất ngờ cho vị trí của Mbappe. Nhưng mà tôi nghĩ là trong tình huống vừa rồi thì anh em như tôi thôi. mua máy à, ông cháu mua máy à. Mbappe chạm bóng Zielinski làm gì đây? Luka Modric thăng bằng khá tốt, thế nên những cái pha tì lè như vậy thì anh em có thể yên tâm mà so vai kè vai nhá. Miễn sao anh em sử dụng cái nút điều hướng và nút dash hợp lý là được. Việc lấy bóng trong trận Luka Modric những tình huống như vậy là rất khó. Đối thủ hình như rất thích múa skill nhưng mà có vẻ múa chưa tới anh em ạ. Thế nên là bị bắt bài khá là nhiều. Về cái bản Luka Modric này thì cách nâng, cách ép thêm skill thì vẫn như mọi khi anh em xem ở cuối video nhé. Và chắc chắn một điều cho tôi là trong video này tôi không ép, tôi không nâng theo cách thông thường, tôi không auto nâng đâu. Mà tôi nâng để cho Luka Modric đá vị trí tiền vệ công anh em nhé, vị trí AMF. Đó mới là vị trí mà có thể kích hoạt gần như tối đa sức mạnh của Luka Modric. Và chọc khe khá là nửa vời. Zielinski làm gì đây? Luka Modric, Mbappe xin bóng kìa. Mbappe, chân trái Mbappe. Lại là một khoảnh khắc lóe sáng của Luka Modric. Trước đó thì anh đã tự mình ghi bàn và trong tình huống bàn thắng thứ hai, anh đã có một pha chọc khe khá là tốt cho Mbappe. Đấy rồi, Del Piero không phải tung ra cú dứt điểm. Luka Modric tấn công, Luka Modric phòng ngự. Cảm giác như cỗ máy thời gian này vô cùng bền bỉ nhờ. Del Piero bản Epic mới có skill cứ lòng đặc biệt. Có vẻ như đối thủ chúng ta khá là lạm dụng cái kỹ năng này. Chắc cũng có thể bởi vì hàng công của cậu ta là có Song Heung-min và Del Piero có cái skill cứ lòng đặc biệt. Nói chung là anh em cũng tùy những cái tình huống thôi. Anh em không phải lạm dụng, anh em spam nó không đem lại cái độ hiệu quả nhất định đâu. Bạn bật 1-2 là tốt kìa. Đấy, bạn hình như muốn phế võ công của cụ tranh anh em ơi. Vừa rồi một pha đá bừa sút bồi phá bóng lên cực mạnh. Cụ Modric có lẽ là sau trận này tôi sẽ cho đi khám nha khoa răng hàm mặt xem cụ răng miệng phát đó thế nào không. Mà đối thủ sút căng quá anh em ạ. Ok, chúng ta bước vào hiệp 2 nào. Đối cá nhân tôi nha anh em nhá, và trước giờ anh em theo dõi tôi nhiều cũng biết rồi, những cầu thủ no style nhưng mà bộ chỉ số và skill nó phù hợp là được. Đấy rồi, Ben White, Escross. Đây rồi, Totti. Rất tiếc là bóng liếm mép sang ngang.
Đối với Ben White thì cái skill tạt đặc biệt là anh em nên tận dụng, anh em nên để Ben White đá vị trí hậu vệ cánh. Một vài anh em chia sẻ với tôi là đá vị trí trung vệ cũng hiệu quả. Ok, ừ thì cũng hiệu quả đấy, như vậy. Nhưng mà nếu như vậy nó thành lãng phí của anh em. Chọc khe xuống tốt cho Luka Modric kìa. Lực sút là tốt. Có vẻ như cái tình huống vừa rồi cũ trành của chúng ta hơi cá nhân. Nếu như một pha chọc khe đưa bóng thả bóng xuống trung lộ thì chúng ta có bàn thắng thứ 3 rồi. Nhưng không sao, thời gian thi đấu còn nhiều. Đấy rồi, Zielinski. Một pha mà có thể thể hiện cái tố chất, có thể thể hiện được cái việc anh em sử dụng những mẫu cầu thủ 3 chân như một như thế nào nhá. Nhận bóng vào chân phải sau đó tung ra cú dứt điểm cực kỳ nhanh bằng chân trái. Đó là ưu thế ở những mẫu cầu thủ mà 3 chân như một. Đối với Luka Modric thì tôi thấy rất hợp đá cái style possession và lòng bố cao tơ. Anh em nhớ nhá hai cái style này cho tôi. Hernandez pha cá bóng tốt của Vera, gọi phản công cho đội bạn trăng. Van Vest Đê làm gì? Phía trước khá là trống trải. Kuraka cắt bóng tốt kìa. Phản công cho chúng ta, Luka Modric, Casemiro đưa bóng lên trên Zielinski. Cắt bóng là tốt. Bellingham. Có vẻ như đối thủ của chúng ta muốn tận dụng cái việc khoan cánh em nhở. Den Piero bản mới tôi cảm giác có cái skill, có cái kỹ năng cứa lòng đặc biệt, nhưng mà cảm giác khi ZD nó không tới anh em nhé. Cái độ cong cảm giác nó cứ, nói chung là nó không đạt độ hiệu quả. Ok, quay lại vị trí Luka Modric. Thì style huấn luyện viên đó là possession và long ball cao tơ. Nói chung những cái style anh em đá chậm thong dòng nó sẽ rất phù hợp với cụ nhé. Còn một số thông tin cho anh em chưa biết thì Luka Modric là chủ nhân của quả bóng vàng năm 2018. Lý do vì sao Luka Modric có cái biệt danh là cụ tranh thì đó là kể từ khi Luka Modric bước sang tuổi 30, chưa một mùa giải nào đá cho Real mà cụ tranh thi đấu dưới 40 trận anh em nhé. Em thì khét động. Nên từ đó một vài, không phải một vài mà cộng đồng fan lớn đặt tên cho Luka Modric là cụ tranh. Lại là một pha cứa lòng thiếu độ chính xác khá nhiều của Den Piero. Beliskiru này có vẻ như có vấn đề rồi. Ok, quay lại vị trí của Luka Modric thì ưu điểm đó chính là cầm bóng chắc, xoay sở không gian hẹp rất là tốt luôn. Chuyền trọt chọc khe cực mượt. Thăng bằng cao cộng với form 2 thì độ chính xác chân không thuận cũng là rất tốt nữa. Nói chung mẫu tiền vệ như thế này thì anh em chơi những cái lối đá thong dong thì không thể thiếu trong đội hình rồi. Về nhược điểm thì đó chính là tốc độ chậm, thể chất yếu. Cái điều này không tránh được anh em ạ. Cụ tranh 38 tuổi rồi, sắp ngưỡng tuổi 39 rồi. Có lẽ ở ngoài đời thì đây là cái kỳ Euro cuối cùng của Luka Modric. Và câu lạc bộ Real đã ký thêm 1 năm và sẽ giải nghệ, dự định của Luka Modric sẽ giải nghệ tại Real. Trận đấu chúng ta kết thúc tại đây rồi. Và để sử dụng Luka Modric là sao cho hiệu quả nhất thì em có thể tham khảo cách của tôi trong video nhé. Còn cách nâng thì em xem đoạn sau nhé. Để đánh giá cái Luka Modric cụ tranh này như thế nào thì anh em nó sẽ tùy thuộc cách sử dụng của anh em. Phụ thuộc lớn nhất đó chính là vào style của huấn luyện viên anh em. Cái đánh giá tôi sẽ để cho từng anh em cảm nhận, anh em trải nghiệm. Ok, cảm ơn anh xem video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh của chúng tôi. Hẹn gặp anh em ở những video tới.